Xin chào mọi người, Billy đã trở lại. Hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi review xe hơi ở bên Mỹ. Một số anh em bên Việt Nam thì kêu đi review xe cũ. Biết là xe hơi cũ ở bên Mỹ nó rẻ rồi, nhưng mà không biết là rẻ là bao nhiêu ha. Hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách luôn, là thử cầm 500 đô, tức là khoảng 12 triệu, đi tìm thử coi ở bên Mỹ 10 triệu, 12 triệu có kiếm được chiếc xe hơi nào không nha. Trong cái video này mình sẽ đi cho mọi người xem cái hình thức xe, rồi cái giá tiền, rồi quy đổi ra khoảng bao nhiêu thôi, chứ không có đi sâu vô từng cái đời xe hay là từng cái hãng xe. Nếu mà làm vậy nó dài dữ lắm. Và trong suốt cái video này em sẽ quy đổi từ tiền đô sang tiền Việt, tỷ giá là 24 triệu trên 1.000. Nếu mà mọi người quy đổi thấp hơn thì giá trị nó sẽ thấp hơn nữa nha. Nhưng mà em lấy cái giá trị là 24 đi, đó là cái giá trị lớn nhất rồi đó. Rồi cái chiếc này là 3995, là 95 triệu, đời 2004. Mẫu mã thì còn rất là đẹp. Xe Acura này nó rất là nổi tiếng từ xưa đến giờ rồi. Cái hãng này công ty mẹ của nó là Honda đó mọi người. Xe của Nhật. Cái hãng này Honda họ thành lập năm 1986. Và nó chuyên sản xuất cho thị trường của Mỹ và Hồng Kông. 95 triệu là thấy có một chiếc xe đẹp để chạy rồi đó. Mọi người thấy nó rẻ không? Dạ, bên Mỹ người ta chỉ làm khoảng một tháng thôi là người ta mua được chiếc xe đó rồi đó. Lao động chân tay mà lao động có thu nhập thấp, dưới 3.000 người ta không có làm đâu mọi người. Chiếc này 8.495 là 203 triệu. Nissan, hãng này cũng của Nhật luôn. Chiếc này thì đời 2009. Giá ô tô ở trong cái thời điểm này là nó tăng kỷ lục từ trước tới giờ luôn á mọi người. Hồi trước thì giá xe nó rất là rẻ chứ nó không phải như bây giờ đâu. Ở trong cái thời điểm này thì bất kỳ cái dòng xe nào giá nó cũng đều rất là cao. Đây, chiếc này xe của Mỹ nè. Nhìn có vẻ nó cũng đẹp nhưng mà nó hơi già đó. Chiếc Kia này đời cũng mới, 17.995, là 431 triệu. $12.995 là 311 triệu. $20.995, 503 triệu. $9.995 là 239 triệu. $12.995 là 311 triệu. $16.995 là 407 triệu. Cái chiếc này nó bị che mất cái bảng rồi. Giá của nó là 24.995 là 599 triệu. 26.995 là 647 triệu. Xe sang Subaru. Nó thuộc về cái dạng xe tầm trung á mọi người. 21.495 là 515 triệu. Cái dòng Subaru này là cái thương hiệu của Nhật Bản. Loại này là loại xe sang. 27.995 là 671 triệu. 25.495 là 611 triệu. Cái dòng xe này là của Mỹ. 10.995 là 263 triệu. 31.995 là 767 triệu. 14.995 là 359 triệu. 27.995 là 671 triệu. 14.495 là 347 triệu. Bên này nguyên dãy xe mắc tiền nè. Hồi nãy giờ người ta ghi cái số tiền ở trên xe đều là 995. Người ta sử dụng cái dãy số 995 là thường biết đến là một cái biểu tượng phúc đức, đại thọ, cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn, kiểu vậy đó mọi người. Người Mỹ họ cũng mê tín dữ lắm nha. 42.995 là 1 tỷ 31 triệu. 40.995 là 983 triệu. Xe Lixit RX350. 27.495, 659 triệu.
23.995 là 575 triệu. .3495 là 839 triệu. .37995 là 911 triệu. .28995 là 695 triệu. Cái xe Mazda này bên Việt Nam chạy dữ thần luôn á, rất là nhiều, mà mắc bà cố luôn á, chứ không có rẻ đâu nha. Còn bên này thì nó rẻ. Citroen F150 41.995 là 1 tỷ 7 triệu. Chiếc này của hãng Ford của Mỹ luôn. Chiếc xe này là đời 2019. Mấy cái xe này là nó bán hết rồi mọi người, chuẩn bị người ta đến lấy đi á. Chiếc GMC này là 47.995, là 1 tỷ 151 triệu. Cái hãng xe GMC này là một cái hãng xe của Mỹ, được thành lập năm 1911. Và nó là một cái công ty sản xuất xe hơi ở Mỹ luôn. Chiếc này 9.995 là 239 triệu. Những cái dòng xe cũ mà rẻ tiền như cái loại này á, là thường thường người ta mua cho con nít nó chạy. Ở bên này con nít nó mới tập xe ra, nó hay đâm đụng lắm, nên mua mấy cái dòng xe này cho nó chạy, rồi nó đâm đụng cho tanh bành hết rồi bỏ luôn, rồi mai mốt nó mua xe mới nó đi, lúc đó là tay lái nó đã chuẩn rồi đó. Chiếc này là 4.495, là 107 triệu, đời 2006. Hãng xe Chevy này nó cũng là một cái hãng xe của Mỹ, công ty của nó ở Michigan á, thành lập năm 1911 luôn, rất là lâu. Đây cũng là một cái thương hiệu xe đến từ Mỹ luôn á mọi người. Ở trong cái chỗ showroom này họ bán toàn là những cái xe có thương hiệu Nhật với Mỹ, đa phần là những hãng xe đó. Cái này là em chỉ đi quay cho mọi người xem ở bên Mỹ xe nó rẻ như thế nào thôi, chứ em không có buôn bán xe hay này kia đâu nha mọi người. Như vậy là nãy giờ mình đi hết cái bãi xe này, vẫn chưa có chiếc xe nào 500 đô nha mọi người, chưa có chiếc nào 10 triệu hết. Bây giờ mình chạy qua cái bãi khác mình xem thử có hay không. Cái xe màu xanh này nó cổ giả mang luôn, nó trưng cho đẹp luôn chứ nó không bán nữa. Cái xe Jeep này là 1.004 sen, tức là khoảng 24 triệu. Xe Jeep này nó cũng là một cái hãng xe ở Mỹ, cũng thành lập năm 1941, khá là lâu luôn. Cái loại xe này họ chuyên sản xuất xe để leo núi xuống biển nữa đó, là lên núi xuống biển, là lên rừng xuống ruộng nữa. Rồi đây nè, nó đây mọi người, 500 đô, 12 triệu. Như vậy là có nha mọi người, chiếc này 500 đô nè. Hãng này là của Suzuki, hãng xe này của Nhật. Và cái hãng này được thành lập năm 1909. Lúc trước mà cái thời mà còn xài băng xài đĩa đó, mình đi coi phim bằng băng bằng đĩa đó, là có mấy cái bộ phim của Hồng Kông đó, là chiếc xe này của minh tinh người ta đi không. Bây giờ nó chỉ còn lại là kỷ niệm, nhưng mà nó rất là rẻ. Có thể nói là nếu mà chiếc xe này ở Việt Nam bán ve chai có thể nó được 15-20 triệu luôn. Ở bên này nó có 500 đô thôi, nhưng mà nó vẫn chạy được. Chiếc này là 3.500, là 84 triệu. 84 triệu mà nhìn còn đẹp ha. Chiếc này xe trích. Xe này xe Ford của Mỹ. Xe Ford của Mỹ nó cứng lắm, cái khung sườn của nó chắc chắn lắm mọi người. Cái chiếc này nó sản xuất năm 2001, cách đây 21 năm rồi mà bây giờ nhìn cái mẫu mã nó còn rất là đẹp. Chứng tỏ là mấy ông kỹ sư, mấy ông thiết kế ngày xưa là công nhận cái đầu óc ông đi trước thời đại ghê ha. Chiếc này là Toyota, 5.895 là 141 triệu. Con này đời 2005. Bên này là 5.975, 143 triệu. Chiếc này thì 3.900, là 93 triệu, đời 2010. 9.723 là 233 triệu. Cái con này thì đời cũng còn hơi mới một chút, đời 2014. 7.988 là 191 triệu. 5.995 là 143 triệu.
Này là của Honda đời năm 2009. 9.500 là 228 triệu, CNC4 đời 2015. 12.000 là 288 triệu. $5,999 là 143 triệu. $16,995 là 407 triệu đời 2017. Chiếc này thì nó mới ra có mấy năm, cho nên nó còn rất là đẹp. Chỉ có 407 triệu rất là rẻ ha. Bây giờ di chuyển qua cái bãi ở bên này. Chiếc đầu tiên là 7.994 là 191 triệu. $18,895 là 453 triệu. $7,977 là 191 triệu. $5,700 là 136 triệu, Subaru đời 2009. $7,877 là 189 triệu. Cái chiếc này mẫu mã nó nhìn rất là đẹp. Cái này nó cũng là một cái thương hiệu ô tô đến từ Mỹ luôn. Cái hãng xe này thành lập năm 1900, rất là lâu. Cũng ở Michigan luôn. Ở Mỹ sản xuất rất nhiều hãng xe. Cái chiếc này là cái bản limit, là cái bản xe giới hạn. Thường thì cái dòng này nó sẽ mắc tiền hơn mấy cái dòng kia. 7.755 là 186 triệu. 14.500 là 348 triệu. 7.995 là 191 triệu. 5.488 là 131 triệu. Cái dòng xe cơ bắp Ford Mustang này là đời 2008. Nó hơi già, chứ cái dòng xe này nó mắc tiền. Hãng này ra đời năm 1964, nó gắn một cái logo là biểu tượng chú ngựa hoang đang tung vó. Đúng với cái tên gọi của nó là Mustang, có nghĩa là ngựa thảo nguyên ở trong tiếng Anh. 7.977 là 191 triệu. 7.990 là 191 triệu. 12.500 là 300 triệu. 4.900 là 117 triệu. 9.500 là 228 triệu. 7.900 là 189 triệu. 5.995 là 143 triệu. Cái mâm của chiếc xe này nhìn rất là đẹp. 5.994 là 143 triệu. 2.000 là 48 triệu. Chỉ có 48 triệu thôi. Chiếc này rẻ. 4.383, 105 triệu. Chiếc này là hãng xe Lexus, nhưng mà cái đời nó cũ nên nó rẻ. 12.290 là 294 triệu. 6.594 là 158 triệu. 9.975 là 239 triệu. 3.995 là 95 triệu. 7.994 là 191 triệu. 5.900 là 141 triệu. 7.999 là 191 triệu. 5.000 là 120 triệu. 3.500 là 84 triệu.
7.650 là 183 triệu. Rồi, bây giờ em dẫn mọi người đi xem một số cái xe cổ, xe Ford sản xuất năm 1930 á, gọi là những cái chiếc xe đầu tiên được sản xuất ra, những cái dòng đầu á. Cái xe này mà về Việt Nam thì không biết bao nhiêu mà tính nha, rất là nhiều tiền á. Cái giá trị của chiếc xe cổ nó nằm ở cái chỗ là nó phụ thuộc vào cái độ máu của người chơi, cho nên nó là vô giá. Bởi vì một khi người ta đã máu thì không biết bố cháu là ai, bao nhiêu cũng dứt. Những cái người mà họ săn cái đồ cổ á, họ sẽ sưu tầm những chiếc xe như thế này. Ở Mỹ thì họ sẽ vô mấy cái nghĩa địa ô tô, hoặc là họ đi tìm thì nó sẽ có đồ zin. Ở bên Việt Nam mà kiếm đồ zin thì nó khó hơn lên trời. Bởi vì thời xưa mà những người ở Việt Nam sở hữu chiếc xe này chắc đếm trên đầu ngón tay. Cho nên phụ tùng của nó không bao giờ dễ kiếm được, rất khó luôn. Nhưng mà trong khi đó ở Mỹ thì nó hàng triệu chiếc, nên cái phụ tùng của nó rất là dễ để kiếm được. Những chiếc xe này là những chiếc xe cổ được sản xuất năm 1930, là cái những cái thập niên trước. Hồi trước mà mọi người xem phim mà Địa Chủ rồi đó, là những người Mỹ, người Pháp hoặc là những người cực kỳ giàu có họ mới sở hữu được mấy chiếc xe như thế này. Và nó được xếp vào cái loại là cực hiếm và nó độc nữa. Những cái mẫu mã này được giới sưu tập xe ở trên thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam. Ngưỡng mộ vì cái thiết kế nó rất là đẹp. Nhiều chiếc xe trong cái số này nay thuộc vào bảo tàng của ô tô của các nước trên thế giới, còn lại thì thuộc về tư nhân. Cho nên ông nào mà sở hữu một chiếc là bố của thiên hạ luôn. Ví dụ như bây giờ mà mình cầm chiếc xe mấy chục tỷ mình chạy ngoài đường nó quá là bình thường. Bởi vì ai mua cũng được, nó rất là đơn giản và rất là dễ. Nhưng mà cầm một chiếc xe như thế này chạy là không phải ai cũng có. Nó cực kỳ hiếm luôn. Cho nên nếu mà mình chạy chiếc xe này có khi là một mình chạy thì là thành độc. Nhưng mà một chiếc xe như thế này cũng không bao giờ rẻ. Và cái tiền mà mình nuôi nó là cực kỳ nhiều á. Tại nó hay bệnh, nó cổ, nó già rồi mà, nó hay bệnh, tốn tiền. Nên là muốn nuôi nó phải có rất nhiều tiền. Rồi bây giờ mình di chuyển qua cái chỗ khác, coi thử còn cái chiếc xe nào đẹp mà ngon nữa không nha mọi người. Ở bên này mà ai biết sửa xe ô tô á, thì đi vô mấy cái nghĩa địa mua những cái linh kiện của xe mà nó bỏ. Mình mua về, rất là rẻ, rẻ bèo luôn. Rồi sau đó mình gửi về Việt Nam á, mình mở cái gara mình bán. Của không đó. 4.978 là 119 triệu. 7.200 là 172 triệu. $6.995 là 167 triệu. Cái màu xe này nó hơi lạ, nhìn nó đẹp. Cái chiếc GMC màu trắng này nè, $5.550 là 133 triệu. Còn cái xe Kia này, $6.465 là 155 triệu. Cái chiếc xe Volkswagen này là chiếc xe của hãng của Đức. Một cái hãng cực kỳ lớn, được thành lập năm 1937. Nó là một trong những cái hãng xe đứng đầu của thế giới. Một trong những hãng xe đứng đầu thế giới nha. 10.465 là 251 triệu. Xe này là Cadillac 2013. Phần lớn là những chiếc xe người ta bán là người ta để giá, mà những chiếc xe nào người ta không để giá là người ta bán rồi, hoặc là nó độc cho nên người ta không có để giá. Mình muốn mua thì mình vô mình trả giá rồi mình mua. 4.223 là 101 triệu. $2.888 là 69 triệu. $17.983 là 431 triệu. $7.835 là 188 triệu. Đây là một em siêu phẩm đến từ quá khứ, một thời tung hoành ở trên nước Mỹ. Con này là siêu xe, đời năm 1985, được sản xuất bởi công ty của Mỹ. Và nếu như cái thế hệ 8X, 9X á, mà ngày xưa đã từng chơi cái game GTA đó, là biết cái con xe này nằm ở trong cái game GTA là nó cũng là siêu xe đó. Siêu phẩm của một thời, bây giờ là nó thành đồ cổ rồi. Cái màu xe này nhìn nó lạ nè. Con này á, là 3.270 là 78 triệu, Volkswagen năm 2000.
2.800 là 67 triệu. $2.995 là 71 triệu. $5.820 là 139 triệu. Chiếc xe Jeep bạc này đời năm 2015. Xe này xe Mỹ nè. $15.426 là 370 triệu. Chiếc này là 7.984 là 191 triệu. Chiếc xe này là cái hãng của xe Ý đó. Cặp mâm xe này có làm anh em hứng thú không? Nhìn đẹp ha. Đây là chiếc xe tải của Mỹ trong những cái năm trước nè. Bây giờ đang bán chỉ có 10.000 thôi là khoảng 240 triệu. Chà bá lửa luôn. Xe này xe bán tải, xe Ford nè. Cái màu cam này nhìn nó cũng đẹp. 16.423 là 394 triệu. Chiếc xe này mua để chở rác là đúng bài luôn. Hoặc là để kéo mấy chiếc xe mobile home cũng được. Nguyên cái xe mobile home này bán rất là rẻ. Chỉ có 5.995 thôi là 143 triệu. Mua cái xe mobile home này dùng cái xe tải, xe bán tải á, kéo nó đi rồi đi cắm trại nghỉ dưỡng đồ. Trên đó có giường, đồ có nấu, có bếp, đồ nấu ăn trên đó đầy đủ hết. Hôm nay chủ nhật không có ai trong gara, chứ không là lên cho mọi người xem thử trên đó nó có gì. 5.700 là 136 triệu. 7.200 là 172 triệu. 5.433 là 130 triệu. 13.600 là 326 triệu. 8.937 là 214 triệu. 5.475 là 131 triệu. 10.500 là 252 triệu. 6.995 là 167 triệu. 5.900 là 141 triệu. 6.980 là 167 triệu. 6.765 là 162 triệu. 6.350 là 152 triệu. Xe này là đời năm 2007. Thương hiệu xe của Mỹ luôn. Chiếc này là 10.720 là 257 triệu. 7.750. Ở chỗ này có một chiếc xe lướt nè mọi người. Cái này là cái xe sản xuất trong năm 2022 nè. Sản xuất trong năm nay đó. Nhưng mà người ta mới vừa chạy, cái người ta chán, người ta muốn đổi xe khác á. Nên là người ta bán đi. Cái giá con này khoảng 40 mấy ngàn mà bây giờ mua cũ thì chắc nó sẽ rẻ hơn nhiều. Ở bên Mỹ mua một chiếc xe nó dễ nên người ta đi về người ta thấy người ta chán là người ta bán nè. Chiếc này 15.731 là 377 triệu. Ở trong cái bãi này nó có mấy chiếc BMW cũng đẹp đẹp. Hiện tại là buổi trưa nhưng mà cái khu vực chỗ em nó đang mùa đông nên nó rất là lạnh. Hiện tại nhiệt độ ở ngoài trời nó đang khoảng 1 độ C. Cho nên cái tay của em lại giờ nó tơi cống luôn á, nên đi quay nó hơi giật giật. Ở mất kiểm soát cái tay rồi, lạnh quá đó. Cái khu vực chỗ này là những chiếc xe mà nó bị hư nặng quá đó mọi người. Cho nên là người ta gom lại người ta bỏ đây. Nếu mà bây giờ người ta kéo đi bỏ
là một là người ta phải mướn chiếc xe cẩu nữa, là tốn tiền xe cẩu, rồi sau đó người ta vô bãi rác người ta bỏ chiếc xe này á, là người ta phải tốn tiền nữa, cho nên là người ta bỏ luôn, đầy ngay ở đây hết. Ai mà vô mua rẻ rẻ là nó bán luôn, để kéo đi giùm nó, chứ để chi đầy hết. Nhiều chiếc xe á mọi người, người ta đi xong bắt đầu nó hư nặng quá, người ta để trước nhà người ta đó. Rồi cái tiền sửa của nó, ví dụ như cái tiền sửa nó 4-5 ngàn hay là 7-8 ngàn hay là 2-3 ngàn gì đó, thì nó nhiều tiền sửa quá. Trong khi đó người ta đi mua một chiếc xe khác có khi nó còn rẻ hơn như vậy nữa, nên là người ta bỏ, người ta để trước nhà người ta luôn, kiểu như là người ta bỏ luôn, để đó luôn, bỏ luôn. Có một số cái quốc gia mà xe hơi nó mắc tiền á, thì người ta sẽ sửa những chiếc xe cũ hư lại rồi người ta bán, nó có giá. Nhưng mà những cái quốc gia như ở Mỹ á, thì xe hơi nó rất là rẻ. Một số mà chiếc xe mà nó bị hư nặng quá thì bỏ luôn, chứ tiền sửa nó sẽ nhiều hơn là cái tiền mà mình đi mua chiếc xe mới, cho nên là người ta lựa chọn là người ta bỏ luôn. Còn những ở quốc gia mà xe nó mắc, người ta phải mua cái phụ tùng về người ta sửa thôi, chứ người ta không có bỏ. Cho nên là ở bên Mỹ nó có mấy cái nghĩa địa xe ô tô á, không biết bao nhiêu chiếc trong đó, rất là nhiều luôn. Rồi người nào muốn mua phụ tùng người vô đó mua nhiều lắm, nó bỏ đầy ngay tại hãi mà. Ở đây mọi người thấy cái bánh căm nó rất là đẹp, nhưng mà điều nó bị sét hư hết rồi, sét hết ở bên trong rồi, lớp đồ nó cũng hư hết trơn rồi, người ta để đó lâu ngày quá nó lún xuống dưới đất luôn á. Chiếc này 3.950 là 94 triệu. Mười ngàn năm trăm là 252 triệu. Bốn ngàn 250 là 102 triệu. Sáu ngàn 950 là 166 triệu. Đây là mấy chiếc xe mà nó bị hư nặng quá đó, người ta bỏ đó mọi người. Người ta chen chúc, người ta dục tùm lum tùm la trong này hết. Ở đây nó có rất nhiều hãng xe và rất nhiều mẫu mã khác nhau nữa. Giả tỷ như mà mình đi một chiếc xe nào đó mà nó giống một trong số những chiếc xe ở đây đó, mà xe mình bị hư cái gì đó mà nặng á, thì mình vô đây mình kiếm thử coi nó có hư giống cái của mình không. Giả tỷ nó không hư cái giống của mình thì mình mua, rồi mình đổi đồ xe bên này qua xe bên của mình, vậy là chạy luôn. Nhưng mà đa phần bên này xe hư nặng quá, người ta bỏ hết trơn à. Chất đóng, lớp bánh đồ xe nó hư hết, phơi nắng phơi mưa. Cái khu vực mà tụi em sống mọi người, nó không có mua dây chai. Giả tỷ mà mọi người uống bia hay là uống nước ngọt rồi mấy cái lon đó là dục hết chứ đâu có bán được đâu. Nói chung là không có mua dây chai. Rồi ví dụ như mình đi chợ, mình đi siêu thị, mình mua mấy cái đồ ăn, thức uống, nói chung là mình mua thực phẩm á, thì người ta sẽ gói cho mình trong mấy cái hộp, mấy cái thùng, mấy cái hộp giấy rồi đó. Thường mình mua đồ nó có mấy cái thùng giấy rồi đó, thì mình gom lại nhiều rồi mình phải tốn tiền đi đổ nữa đó mọi người. Giấy không có bán được giống như ở Việt Nam đâu, mà kim loại cũng vậy nữa, không có bán được giống như ở Việt Nam. Cho nên là ở bên này mà lỡ mà xe hơi mà nó hư nặng quá là tốn tiền đi bỏ nè. Như tủ lạnh, rồi tivi, rồi những cái vật dụng như máy giặt, những cái đồ mà lớn lớn mà nó hư là thôi là tốn tiền nữa đó, chứ không phải hư là dục ra đường là người ta gom, nó không có đâu. Hư là phải tốn tiền chở đi đổ nữa đó, tốn tiền mướn người chở đi, rồi phải tốn tiền bỏ vô trong cái chỗ mà dục nữa, gọi là trả tiền cho bãi rác nữa. Đó mọi người thấy không, mấy chiếc xe mui trần đây nó hư hết, người ta tháo đồ nghề hết trơn. Trong cái khu này thấy có nhiều chiếc còn ngon lắm. Giả tỷ như người nào mà họ biết sửa xe hơi á, mua về rẻ bèo luôn á, xong sửa lại thành một chiếc ngon luôn rồi đi. Chứ còn ví dụ như mọi người mua một chiếc xe cũ giống vậy về rồi mọi người mướn người sửa là tiền của không luôn á, thà đi mua chiếc khác. Ở bên này cái công lao động nó mắc tiền dữ lắm. Nè, ví dụ như đây là một chiếc xe của nhà dân nè, rồi nó bị đâm đụng, rồi nó bị hư nặng á, rồi người ta bỏ trước nhà người ta là phơi nắng phơi mưa coi như là quanh năm suốt tháng vậy luôn. Bây giờ kéo đi bỏ là tốn tiền đó. Như chiếc xe 16 chỗ nè, bây giờ người ta cũng để trước nhà người ta luôn, rồi người ta làm cái nhà kho luôn, nó bỏ đồ đạc, những cái đồ vật dụng không sử dụng nó dục trong này nè. Đồ nè, thấy không? Đó, mấy cái đồ mà không có dùng á, hoặc là những cái đồ mà nó muốn cất trong nhà kho thì nó bỏ vô trong này, nó làm nhà kho luôn, nó bỏ trong này. Ở bên này mà ai đi xe mà biết sửa thì họ rất là dễ dàng rồi, còn không là phải mua xe mới. Ở bên này cái tiền công lao động nó rất là mắc tiền. Em nói ví dụ cái người mà họ làm lao động, gọi là họ dọn dẹp nhà cho mình á, bây giờ mình trả người ta một giờ là 25 đồng, người ta còn không muốn làm á,
tức là một giờ làm của người ta là khoảng 600 ngàn á, mà người ta không làm. Đó, từ nãy tới giờ mọi người thấy toàn là xe Mỹ không mà giá rẻ nữa phải không? Cho nên ở bên này họ rất nhiều cái sự lựa chọn. Xe đẹp có, xe rẻ có, rồi xe mới có, muốn gì cũng có đó hết. Mà sở hữu một chiếc xe rất là rẻ. Bởi vì ở bên Mỹ là một cái nôi để chuyên sản xuất xe ô tô, có rất nhiều kỹ sư và rất nhiều hãng xe, gọi là sản xuất tận nơi và mua tận nơi. Để hôm nào em sẽ review cho mọi người xem cái xe mà mình mua mà mình trả hàng tháng nó rẻ như thế nào. Rồi lúc nào rảnh em dẫn mọi người đi review mấy cái nghĩa địa ô tô đồ này nọ đó, cho mọi người xem cho nó vui. Nên là mọi người đăng ký kênh đi mọi người, rồi mai mốt mình sẽ gặp lại nhau. Nếu không đăng ký kênh là mai mốt mình sẽ lạc mất nhau đó. Rồi bây giờ video đã dài rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.